Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Nga Putin. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Cuộc điện đàm diễn ra ngày 8 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, theo thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương. Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ sau khi đã gửi thư chúc mừng, Tổng thống đề nghị điện đàm để trực tiếp chúc mừng ông Tô Lâm được bầu làm Tổng bí thư. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, tiếp tục coi trọng củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga, luôn xác định quan hệ với Nga có tầm quan trọng chiến lược, là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, phát triển tại khu vực và trên thế giới. Hai lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam, Nga phát triển rất tốt đẹp và thu được nhiều thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quốc phòng, an ninh, năng lượng, dầu khí, thương mại. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin đã trao đổi, thống nhất một số định hướng lớn trong thời gian tới trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương. Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ mong được đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nga. Việt Nam và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950. Tháng 6 năm 1994, Việt Nam và Nga ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga. Hai bên xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2012. Hồi tháng 6, Tổng thống Putin đã thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá chuyến thăm tạo xung lực mới cho hợp tác nhiều mặt Việt-Nga. Thương mại hai chiều Việt-Nga năm 2023 đạt 3,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,3% so với năm 2022. Năm 2023, Nga dành 1.000 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam. Hiện có khoảng 5.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại nước này. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga có khoảng 60.000-80.000 người. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.